Cập nhật tin sức khỏe số 131. Xin kính chào quý vị, đây là bản tin sức khỏe số 131 của Khỏe Tự Nhiên. Sau đây là một số tin chính được phát trong ngày. Tin Việt Nam. Việt Nam chuẩn bị cho tình huống có 30.000 ca nhiễm COVID-19. Tóm tắt chuỗi lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ Hà Nam. Tình thế giới, khủng hoảng COVID-19 tại Ấn Độ, nó ở khắp mọi nơi. Đài Loan xuất hiện ca nhiễm COVID-19 cộng đồng, sơ tán khẩn cấp 412 người. Trung Quốc mãi khoe khoang thành tích, quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại vạ miệng. Campuchia, người dân ở vùng đỏ không được ra ngoài mua thực phẩm. Giám đốc Y tế châu Phi nói, Ấn Độ là lời cảnh tỉnh cho châu Phi. Việt Nam chuẩn bị cho tình huống có 30.000 ca nhiễm COVID-19. Theo VN Express, ngày hôm qua, ngày 29 tháng 4, Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng rà soát cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, có phương án sẵn sàng cho tình huống có 30.000 người mắc bệnh. Các địa phương đảm bảo tất cả các cơ sở cách ly dân sự phải an toàn, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và ra cộng đồng. Bộ Y tế có phương án mở rộng, nâng cao năng lực các khu cách ly dân sự đủ đáp ứng khi dịch bùng phát. Tóm tắt chuỗi lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ Hà Nam. Bệnh nhân 2899 đã hết thời hạn cách ly, về nhà sau vài ngày đã lây cho 4 người trong gia đình, 2 người ở Hưng Yên, 1 người ở Hà Nội, 1 người ở thành phố Hồ Chí Minh và 3 ca nghi nhiễm khác. Bệnh nhân 28 tuổi đi chuyến bay VJ3613 nhập cảnh sân bay Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 4. Ngày 21 tháng 4 hết thời gian cách ly, âm tính 3 lần. 2 ngày sau bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, đau họng. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán hôm qua ngày 29 tháng 4. Tại Hà Nam, 4 người trong gia đình gồm bố, mẹ, vợ, con đều bị lây nhiễm. Hà Nam đã phong tỏa thôn Quang Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. 3 ca nghi nhiễm được khoanh vùng sáng nay ngày 30 tháng 4 đều ở Hà Nam. Tại Hà Nội, một người ở Đông Anh là bệnh nhân 2911 đã ăn liên hoan cùng bệnh nhân 2899 vào tối ngày 22 tháng 4 tại quán ăn ở thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Tại Hưng Yên, hai bà cháu ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ về Quang Nhân thăm người nhà là hàng xóm của bệnh nhân 2899 và tiếp xúc với anh này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đi ăn cùng với bệnh nhân 2899 ở Hà Nam rồi về thành phố. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng tốc độ lây nhiễm nhanh, mức độ tấn công nhanh trong đợt dịch tại Hà Nam lần này. Ông yêu cầu trong đêm 29 tháng 4 phải lấy mẫu tất cả người dân thôn Quang Nhân để xét nghiệm. Tất cả F1 phải cách ly tập trung, F2 tạm thời cách ly tại nhà. Đến sáng nay ngày 30 tháng 4, 160 người tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các F2, F3. Trước mắt, các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Bộ Y tế cử Bệnh viện Bạch Mai tăng cường hỗ trợ Hà Nam điều trị bệnh nhân COVID-19. Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn cấp tìm người đi chung chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về sân bay Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 4. Người đi ô tô chung với người này từ Đà Nẵng đến Hà Nội vào tối ngày 21 tháng 4 và chuyến bay VJ313 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 4. Những người này được yêu cầu liên hệ cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng dịch dù họ đã hết thời gian cách ly tập trung. Thưa quý vị, trước việc ghi nhận một ca nhiễm cộng đồng vào ngày hôm qua, Khỏe Tự Nhiên hy vọng quý vị sẽ thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế và hạn chế đi lại trong kỳ nghỉ lễ để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Chuyển qua tin tức thế giới, khủng hoảng COVID-19 tại Ấn Độ, nó ở khắp mọi nơi. Ấn Độ vẫn đang chìm trong cơn bão dịch. Nước này đã vượt qua hơn 18,7 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 208.000 người đã tử vong. Hôm qua, ngày 29 tháng 4, Ấn Độ xác nhận số ca tử vong vẫn ở mức cao là 3.501 người. Maharashtra vẫn là tâm chấn lớn nhất tại Ấn Độ với hơn 500 ca tử vong mỗi ngày và trung bình 60.000 ca mắc mới mỗi ngày. Chính quyền bang hôm qua, ngày 29 tháng 4, đã quyết định gia hạn phong tỏa đến ngày 15 tháng 5. Theo các chuyên gia, số ca nhiễm ở Ấn Độ có thể bị đánh giá thấp hơn nhiều so với thực tế. Một phần vì độ chính xác của xét nghiệm, phần nhiều vì hệ thống đang quá tải. Có nhiều người chưa được xét nghiệm. Như trường hợp của gia đình cô Pandey ở Uttar Pradesh, cả gia đình cô đều có triệu chứng từ 10 ngày trước, nhưng liên hệ 15 bệnh viện và trung tâm đều không được làm xét nghiệm. Sau khi được làm xét nghiệm thì kết quả đều âm tính, dù cha cô có mức oxy dưới 83%. Còn cô Piadesai, 40 tuổi, sống ở New Delhi cho biết, cuộc khủng hoảng coronavirus đã khiến cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ phải bó tay.
cô cùng với chồng có kết quả dương tính, đang trong ngày thứ 10 tự cách ly. Cô Desai nói, mọi gia đình mà tôi biết đều đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Nó giống như một bộ phim kinh dị, bạn quay ở đâu cũng có người xin thuốc, xin giúp giường bệnh, thức ăn, huyết tương. Hiện tại không quan trọng bạn là ai, bạn sẽ không nhận được giường bệnh. Hơn 40 quốc gia cam kết hỗ trợ Ấn Độ vượt qua đại dịch. Đây giống như một nguồn động viên tới người dân Ấn Độ. Hôm qua ngày 29 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết đã có hơn 40 quốc gia hỗ trợ oxy và thiết bị y tế. Các nguồn hỗ trợ sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới, có thể lên đến 4.000 máy tạo oxy, hơn 10.000 bình oxy và rất nhiều thuốc thiết yếu khác. Theo Reuters, trong một tuyên bố hôm 28 tháng 4, Tòa Bạch Ốc cũng cam kết gửi nguồn cung cấp trị giá hơn 100 triệu đô la cho Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng phản ứng của Mỹ đối với những gì đang diễn ra ở Ấn Độ là quá chậm. Cũng theo Reuters, cuộc khủng hoảng oxy ở Ấn Độ sẽ giảm bớt vào giữa tháng 5, do sản lượng sản xuất đang tăng nhanh chóng và huy động được hạ tầng giao thông sẵn sàng đáp ứng vận chuyển. Đài Loan xuất hiện ca nhiễm COVID-19 cộng đồng, sơ tán khẩn cấp 412 người. Theo Reuters đưa tin, ngày 29 tháng 4, Đài Loan xác nhận một nhân viên ở khách sạn Novotel sân bay quốc tế Đào Viên ở Đài Bắc nhiễm COVID-19. Ngay sau đó, giới chức đã sơ tán 412 người tại đây đến nơi cách ly tập trung. Từ tuần trước, Đài Loan đã xác nhận 9 phi công vận tải hàng hóa của hãng China Airlines nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Một số người đã ở khách sạn Novotel. Khách sạn hiện đang được khử trùng kỹ lưỡng và hãng hàng không China Airlines đã phải hủy một số chuyến bay vì phi công đã bị đưa đi cách ly. Đài Loan là một trong những nước được xem là kiểm soát dịch tốt nhất trên thế giới. Hiện tổng số ca nhiễm tại quốc đảo này là 1.121 người, trong đó có 12 người đã tử vong. Trung Quốc mãi khoe khoang thành tích, quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại vạ miệng. Hôm 24 tháng 4, Tân Hoa Xã đưa tin, ông Dương Hiểu Minh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Sinh học Quốc gia, một công ty con của tập đoàn Sinopharm, phát biểu tại diễn đàn thông quyến rằng, Trung Quốc đã nỗ lực cấp quốc gia để nhanh chóng phát triển vaccine bất hoạt chỉ trong 98 ngày. Hãy khoan quan tâm tới vấn đề khác, chúng ta cùng nhìn lại mốc thời gian một chút, sẽ thấy một bí mật mờ ám của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 4 năm 2020, công ty sinh học Vũ Hán phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine đầu tiên của Trung Quốc. Lùi lại 98 ngày, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát triển vaccine trước ngày 6 tháng 1. Nhưng lục lại quá khứ một chút, quý vị sẽ thấy Trung Quốc xác nhận ca nhiễm từ người sang người đầu tiên là vào ngày 20 tháng 1. Và phải đến tháng 3 năm 2020, khi WHO tuyên bố đại dịch trên toàn cầu, các nhà khoa học phương Tây mới gọi tên được con virus này. Vậy vấn đề đang diễn ra tại Trung Quốc đang theo chiều hướng nào đây? Xuất phát điểm của đại dịch này rốt cuộc như thế nào? Quý vị hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Tiếp theo là thông tin tại Thái Lan. Bangkok áp lệnh bắt buộc đeo khẩu trang và cấm ăn tối tại nhà hàng. Theo The Guardian, ngày 29 tháng 4, Thái Lan yêu cầu người dân toàn quốc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng và lệnh cấm ăn tối tại các nhà hàng trong và xung quanh thủ đô Bangkok. Thủ đô cũng đóng cửa các công viên, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, quán bar, nhà hàng, trung tâm chăm sóc trẻ em ban ngày và trường học. Giao thông công cộng vẫn hoạt động và các trung tâm mua sắm vẫn mở cửa, nhưng trong thời gian quy định. Ngành y tế Thái Lan cho biết, điều lo lắng nhất của họ bây giờ là số ca bệnh nặng ngày càng nhiều, trong khi phòng đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng đã gần hết công suất. Thái Lan hiện xác nhận thêm 1.871 ca nhiễm và 10 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 63.500 người, trong đó có 188 người đã tử vong. Lào sẽ thiết lập thêm 1.200 giường bệnh dã chiến. Lào xác nhận thêm 63 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 672 người, chưa có ca tử vong nào. Chính phủ nước này đang chuẩn bị thêm 1.200 giường bệnh tại các cơ sở tạm thời ở Viên Chăn để đủ chỗ cho các bệnh nhân khi các bệnh viện kín chỗ. Khoảng 200 bệnh nhân COVID-19 hiện đang trong một bệnh viện tạm thời. Các quan chức y tế kêu gọi bất kỳ ai nghĩ rằng họ đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh thì nên tự cách ly trong 14 ngày. Những người cần rời khỏi nhà nên đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm vào miệng và mắt, cũng như duy trì khoảng cách xã hội. Tại Campuchia, người dân ở vùng đỏ không được ra ngoài mua thực phẩm. Vào ngày 29 tháng 4, Campuchia xác nhận 880 người nhiễm, con số cao nhất từ trước đến nay. Nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 12.641 người và số tử vong là 91 người. Chính phủ Campuchia đã tuyên bố các khu vực có nhiều trường hợp nhiễm coronavirus nhất là vùng đỏ, cấm người dân nơi này rời khỏi nhà ngoại trừ các lý do y tế.
Điều đó có nghĩa là người dân ở những khu vực này thậm chí không được phép ra ngoài mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Theo ABC News, hàng chục ngàn người dân trong vùng đỏ như Phnom Penh và thành phố Takamau đang bị thiếu đói. Một số người dân cho biết nguồn thực phẩm đến với họ rất chậm. Họ lo sợ nạn đói sẽ nhanh chóng đến với họ vì không rõ bao giờ mới kết thúc phong tỏa. Một số người vi phạm quy tắc phòng dịch đã bị đánh bằng roi mây hoặc bị bắt giữ. Syria tăng các ca nhiễm, thiếu xét nghiệm và oxy. Đất nước có 90% dân số sống trong cảnh nghèo đói, tình hình dịch bệnh đang xấu đi nhanh chóng. Theo WHO, mặc dù số ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán tại Syria là thấp, nhưng số liệu này không đáng tin cậy. Gần 10 năm chiến tranh đã tàn phá hệ thống chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng nước này. Các cơ sở xét nghiệm ở nước này hầu như là không có. Một phòng xét nghiệm duy nhất ở đông bắc Syria có thể hết dụng cụ trong 7 ngày tới. 7 cơ sở điều trị do Liên Hợp Quốc và tổ chức phi chính phủ tài trợ đã buộc phải đóng cửa do thiếu kinh phí. Các cơ sở đang hoạt động thì lâm vào tình trạng công suất tối đa và nguồn cấp oxy bắt đầu cạn kiệt. Một quan chức cho biết, tình hình đang xấu đi cực kỳ nhanh chóng, 83% bệnh nhân thở máy có thể không qua khỏi và mọi thứ chỉ có thể tồi tệ hơn. Nước Anh thêm 41 trường hợp cục máu đông sau tiêm vaccine AstraZeneca. Cơ quan quản lý y tế của Anh Quốc hôm qua ngày 29 tháng 4 cho biết đã có thêm 41 báo cáo về cục máu đông sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Cơ quan này cũng nhấn mạnh lợi ích của việc tiêm vaccine vẫn cao hơn nguy cơ đối với đa số người dân. Như vậy, chỉ tính riêng tại Anh Quốc đã có 209 trường hợp có cục máu đông liên quan đến vaccine AstraZeneca. Trong số đó, có 41 trường hợp đã tử vong, khoảng 22 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được tiêm. Chính phủ cũng đã khuyến cáo những người dưới 30 tuổi nên đổi mũi thứ hai sang vaccine khác. Gần 1/4 nhân viên y tế Anh cảnh giác với vaccine COVID-19. Một nghiên cứu mới đây trên hơn 11.000 nhân viên y tế tại Anh cho thấy khoảng 23% trong số đó do dự về vaccine ngừa virus Vũ Hán. Những lý do chính được đưa ra là một số tin vào thuyết âm mưu, những người da đen và thiểu số tham gia thử nghiệm vaccine, và một số khác cho rằng họ đã có miễn dịch sau khi bị nhiễm bệnh. Biến thể Ấn Độ đang lây lan nhanh chóng ở Anh. Biến thể đột biến kép B.1.617 lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ đã lây lan ra hơn 17 quốc gia. Biến thể này cũng đang lây lan nhanh chóng và trở thành biến thể phổ biến thứ hai ở Anh với hơn 480 ca trong vòng vài tuần. Các chuyên gia cho rằng vấn đề này rất đáng lo ngại. Nhưng Tổ chức Y tế Công cộng Anh PSE hôm 29 tháng 4 cho biết không có bằng chứng về việc biến thể này lây lan rộng rãi trong cộng đồng hay gây ra tình trạng bệnh nặng hơn hoặc kháng được các vaccine hiện nay. Tỷ lệ mắc viêm phổi Vũ Hán của Đức giảm xuống thấp nhất trong 2 tuần. Dữ liệu từ Viện Robert Koch cho thấy tỷ lệ nhiễm virus Vũ Hán trung bình trong 7 ngày của Đức đã giảm trong ngày thứ 3 liên tiếp xuống còn 155 người, mức thấp nhất trong 2 tuần. Hôm 29 tháng 4, các quan chức y tế cho biết, đợt dịch thứ 3 dường như đã lên đến đỉnh điểm ở Đức. Dù chưa có thể kết luận là dịch có xu hướng giảm, nhưng đó là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, hiện tại các bệnh viện ở nước này vẫn đang quá tải. Việc giảm liên tục các ca mắc mới sẽ cho phép chính phủ nới lỏng các hạn chế trong tương lai. Tính đến ngày 30 tháng 4, Đức ghi nhận hơn 3,37 triệu ca nhiễm, trong đó đã có gần 3 triệu ca hồi phục. BioNTech dự kiến sẽ có kết quả thử nghiệm vaccine cho trẻ sơ sinh vào tháng 9. Thông tin trên Reuters, ngày 29 tháng 4, CEO của BioNTech cho biết, vaccine cho trẻ từ 6 tháng tuổi mà công ty này phối hợp với Pfizer sản xuất sẽ có kết quả vào tháng 9. Ông cũng cho biết thêm, vaccine cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi sẽ có kết quả thử nghiệm vào tháng 7 và sẽ mất khoảng 4 đến 6 tuần để đánh giá dữ liệu. BioNTech và Pfizer cũng đang yêu cầu các cơ quan quản lý Hoa Kỳ phê duyệt khẩn cấp trong tháng này đối với vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi và đang trong giai đoạn cuối đệ trình lên cơ quan châu Âu vaccine này. Giám đốc Y tế châu Phi nói, Ấn Độ là lời cảnh tỉnh cho châu Phi. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Liên minh châu Phi cảnh báo, tình trạng hoành hành của đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ là một lời cảnh tỉnh cho châu Phi rằng các chính phủ và công dân của họ không được lơ là cảnh giác. Các quốc gia châu Phi thường không có đủ số lượng nhân viên chăm sóc sức khỏe, giường bệnh, nguồn cung cấp oxy. Và lục địa 1,3 tỷ dân này thậm chí sẽ quá tải hơn so với Ấn Độ nếu các trường hợp gia tăng theo cách tương tự. Ông John Nkengasong, người đứng đầu CDC châu Phi, kêu gọi người châu Phi đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Toàn châu Phi hiện có tổng số ca nhiễm là hơn 4,5 triệu người, trong đó có hơn 121.800 người đã tử vong. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay của Khỏe Tự Nhiên.
Và như quý vị đã biết về tình hình dịch bệnh hiện nay, không chỉ tại Ấn Độ đang diễn biến hết sức phức tạp, đáng lo ngại, mà khắp nơi trên thế giới đều đang có nguy cơ lây lan nhanh. Vì vậy, quý vị hãy thực hiện tốt các biện pháp 5K mà Bộ Y tế yêu cầu để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.